Số trời định sẵn mệnh sát vàng, 6 con sát này rũ sạch xui xẻo để đổi vận giàu sự trong năm 2023. Tử vi khoa học dự báo 6 con giáp đổi vận giàu sự năm 2023 dưới sự hậu thuẫn của các tinh có thể trở nên giàu có như hổ mọc thêm cánh, đánh đâu thắng đó, vơ vét hết lộc lá thiên hạ. Sau những xui xẻo phải chịu trước đó, năm 2023 quả thực rất dư giả với họ. 1. Tuổi Dần. Xem tử vi 2023 thoát khỏi hạn 5 tuổi giúp người tuổi Dần có thể đón những bước tiến mới đầy suôn sẻ và khả quan trong năm Quý Mão. Con giáp này được dự đoán có nhiều chuyển biến tích cực ở các lĩnh vực, đặc biệt là phương diện tiền bạc. Trong năm, bản mệnh có cơ hội mở mang thêm, có dấu hiệu đạt lợi nhuận cao về kinh doanh, đầu tư. Vốn dĩ, Dần luôn được đánh giá là con giáp thông minh, có tầm nhìn xa, trông rộng, nên dù làm nghề gì, trong lĩnh vực nào, cũng có thể nhanh chóng thích nghi, đạt được vị trí nhất định. Tuy nhiên, người tính không bằng trời tính, vẫn có những thời điểm bản mệnh phải chịu sự kìm kẹp của vận xui, bỏ công bỏ sức vẫn chưa thu hoạch như ý muốn. Thật may vì ngay cả trong những hoàn cảnh khó khăn nhất như năm 2023 trước đó, tuổi Dần vẫn giữ được sự quyết tâm cao độ của mình. Thời gian qua, trí tuệ và năng lực của bạn không hề bị mai một mà ngày càng rèn luyện sắc bén và trở nên linh hoạt hơn. Cũng như vậy, bước sang năm 2023, tuổi Dần cho thấy khả năng kiếm được nhiều tiền bằng chính năng lực và bản lĩnh của mình. Nhờ sự nhanh nhạy của bản thân, bạn có thể không mất nhiều thời gian để nắm bắt các cơ hội tốt ngay trước mắt. Dù là người làm công ăn lương hay đang khởi nghiệp, tự làm chủ công việc, tuổi Dần có thể gặp được những cơ hội phát triển tốt. Chỉ cần con giáp nắm bắt được thời cơ, phát huy tối đa năng lực thì mọi chuyện sẽ suôn sẻ, tiền tài ngày càng nhiều. Người theo nghiệp kinh doanh được thần tài chiếu cố, tài lộc cứ thế đổ về, bản mệnh may mắn có thể gặp nhiều khách hàng, ký được những hợp đồng quan trọng. Còn những người tuổi này theo nghiệp trồng trọt, chăn nuôi thì mùa màng bội thu, vật nuôi bán được giá, sản lượng nông sản tăng cao. Cứ thế người tuổi này ngày một thăng hoa trong sự nghiệp, kiếm tiền về để túi. Đặc biệt là nếu mua bất động sản trong năm nay, tiền trong túi của những người sinh năm Dần không ngừng tăng lên. Đây có thể nói là một năm tài chính dồi dào của nhiều người tuổi Dần. Bạn đạt được một số thành tựu vang dội trong sự nghiệp. Xin chúc mừng bạn! 2. Tuổi Sửu. Cái tên tiếp theo nằm trong số các con giáp đổi vận giàu sự năm 2023 này chính là người tuổi Sửu. Bạn sẽ dần cảm thấy cuộc sống và sự nghiệp của mình đang chuyển sang một hướng mới. Đặc biệt là nhờ được thần tài trông nom, tài lộc của tuổi Sửu vô cùng hanh thông, làm việc gì cũng có quý nhân phù trợ nên làm đâu thắng đấy, nhất là các kế hoạch đầu tư gặp thời cơ khởi sắc. Với sự tự tin, tinh thần cầu tiến, ý chí kiên định, tuổi này có thể vượt qua thách thức của công việc trong năm Quý Mão và đạt được thành công lớn, tài lộc ngày một dồi dào. Thường ngày bạn có vẻ hơi dè dặt và nhút nhát, bản mệnh ngại thể hiện mình, thích sống an phận. Cũng bởi vì vậy mà thực lực của con giáp đôi khi bị đánh giá thấp hoặc bị bỏ qua. Nhưng trên thực tế, những người tuổi Sửu lại rất mạnh mẽ và sở hữu tiềm năng vô hạn. Bạn luôn đặt ra những kế hoạch cho tương lai và từng bước thực hiện kế hoạch của bản thân mình. Tập trung làm tốt công việc của mình, con giáp có thể đạt được những thành tựu đúng như mong đợi. Tử vi dự báo rằng vận trình của người tuổi Sửu trong năm 2023 được quan hệ tương sinh với Thái Tuế và được nhiều cát tinh chiếu mạng hỗ trợ rất nhiều. Với sự thông minh và hành xử khéo léo, con giáp có thể giải quyết công việc cũng như khắc phục khó khăn một cách dễ dàng. Tử vi cũng cho thấy trong năm 2023, bản mệnh hợp với những công việc ngẫu hứng, cuộc sống diễn ra khá bình an, nhờ cách đối xử hiền hòa với người xung quanh nên tuổi Sửu được mọi người yêu mến, ít gặp thị phi. Có thể bạn chưa biết nhưng trong vòng 2 năm tới, người cấm tinh con trâu sẽ đón chào cơn sóng cao trào trong vận trình của mình. Khi mà mọi chuyện bạn làm hầu như đều suôn sẻ, hanh thông, tài lộc cứ thế ùn ùn đổ về nhà. Bạn có thể nhận được một công việc mới hoặc một dự án đầu tư sinh lời. Con giáp tuổi Sửu là người chu đáo và vững vàng, những nỗ lực của bạn đều được đền đáp xứng đáng. Thời vận thay đổi, phúc khí tràn trề, nhờ thế mà đường tài lộc của con giáp ngày càng tăng tiến. Thế mới nói tuổi Sửu năm 2023 tiền bạc rủng rỉnh, cầu tài cầu lợi đều đắc. 3. Tuổi Tỵ. Đối với tuổi Tỵ, dũ bỏ những khó khăn mà cả tiểu nhân quấy phá cản đường hay những áp lực phải chịu đựng trong năm 2022 trước đó, bản mệnh có con đường tài lộc suôn sẻ, hanh thông, tài lộc cứ thế ùn ùn đổ vào nhà. Trong năm Quý Mão, tài lộc của con giáp này còn được góp phần bởi thần tài may mắn, bởi tài vận lên nhanh như diều gặp gió, có thể chính bạn cũng không thể ngờ được lại có ngày mình kiếm được dễ dàng tiền và nhanh chóng đến như vậy. Thời vận thay đổi, phúc khí tràn trề, nhờ thế đường tài lộc của con giáp ngày càng tăng tiến.
Trời phú cho người tuổi Tỵ không chỉ sở hữu sự lanh lợi, sáng suốt mà còn may mắn có bản lĩnh dám nghĩ, dám làm, sẵn sàng mạo hiểm để đạt được điều mình mong muốn. Cũng chính bởi sự tham vọng này, Tỵ có thể dễ dàng nhìn thấy những thời cơ mới, việc làm ăn kinh doanh cũng tiến triển tốt, thậm chí có thể mở rộng quy mô lớn hơn so với bình thường. Đặc biệt, người đang làm ăn kinh doanh sẽ càng có cơ hội đổi đời khi tìm được hướng đi phù hợp cho ngành nghề mình đang theo đuổi. Riêng với những người làm công ăn lương, bạn cũng luôn được cấp trên đánh giá cao. Bởi vậy, thời gian tới bạn sẽ được thăng lương, thăng chức là điều dễ hiểu. Cuộc sống cũng vì thế mà viên mãn, thuận lợi hơn rất nhiều. Nhìn chung, người tuổi Tỵ chỉ cần làm tốt công việc hiện tại của mình thì sẽ chẳng có gì đáng ngại về tài chính trong thời gian tới. 4 là tuổi Tuất. Tử vi tuổi Tuất 2023 một năm nhiều may mắn, tình tiền cùng phát mạnh. Người tuổi Tuất khi bước vào năm này dự báo có vận thế vô cùng vượng phát, các lĩnh vực đều có thể đạt được thành tựu viên mãn. Đặc biệt, vận kim tiền trong năm 2023 của người tuổi Tuất vô cùng sáng sủa, có rất nhiều cơ hội may mắn. Những năm gần đây có thể là giai đoạn cực kỳ khó khăn của tuổi Tuất vì nhiều lý do, cũng gặp nhiều chuyện xui xẻo ngoài ý muốn, tiền bạc không dễ kiếm, tiền thu vào có khi chẳng đủ để bù lại cho tiền đã chi ra. Thậm chí đã có nhiều thời điểm bạn nghĩ tới chuyện bỏ cuộc khi bỏ nhiều công sức để làm việc nhưng thành quả nhận lại không được như ý muốn, cảm giác chán chường và thất vọng thật khó để xua tan. Nhưng đến năm 2023 này, cuộc sống của bạn ngày càng có nhiều diễn biến tích cực hơn. Vốn dĩ ở đời làm gì có ai được đi thảm đỏ đến thành công, ai cũng đều phải trải qua gian nan, thử thách hết cả. Tử vi phương Đông cho thấy sóng gió sẽ rèn giũa cho Tuất bản lĩnh đanh thép, bằng chứng là tài lộc dần khởi vượng. Trong thời gian tới, những người tuổi Tuất sẽ thấy vận trình của mình có những bước tiến khá tốt, tiền bạc kiếm được dần dễ dàng hơn, phúc khí dồi dào, cuộc sống sung túc đủ đầy. Ngoài ra, do có cát tinh soi chiếu nên những người tuổi Tuất tự mình kinh doanh, làm chủ sẽ thu được những khoản lợi nhuận khổng lồ, công việc kinh doanh hồng phát, phát triển không ngừng. Những người làm công ăn lương lại có cơ hội đề bạt lên chức vụ cao hơn, đặc biệt là người tuổi Tuất thông minh, tháo phát nên nếu có cơ hội đầu tư vào năm này thì không nên bỏ lỡ. Nhìn chung năm 2023 sẽ mở ra nhiều cơ hội mới cho những chú tuổi Tuất về công việc khi có sự thay đổi lớn, đánh dấu một trang khác của cuộc đời. Vì vậy khi có cơ hội thay đổi công việc đúng sở trường, người tuổi Tuất nên nắm bắt vì nó sẽ là tiền đề để có cuộc sống viên mãn sau này. Không chỉ thuận lợi trong kiếm tiền, người tuổi Tuất còn rất giỏi trong việc giữ và tích lũy tiền bạc. Năm 2023 chính là năm tiền sinh ra tiền, giàu có bất chấp của con giáp. Năm tuổi Mão cũng là một trong số những con giáp đổi vận giàu sụ năm 2023. Tuổi Mão quả thực chính là minh chứng cho câu đức năng thắng số. Tử vi tuổi Mão 2023 cho thấy vốn gặp hạn năm tuổi, thách thức chờ đón Mão trong năm này là không ít và cũng chẳng hề dễ dàng. Song bản mệnh rất biết cách để vượt lên trên những gì số mạng đã an bài. Con giáp này dùng chính sự nỗ lực, chăm chỉ và nghị lực quyết tâm của mình để giành lấy thắng lợi. Sẽ có những thời điểm Mão bỏ nhiều công sức để làm việc nhưng thành quả nhận lại còn khá thiếu hụt, cảm giác thất vọng xâm chiếm khiến bạn bỗng sinh nghi ngờ về con đường mình đang theo đuổi. Song cảm giác tiêu cực đó chỉ mang tính chất tạm thời, bởi Mão sẽ tự vực mình dậy rất nhanh. Thực tế là vận trình xuyên suốt năm không hề quá xấu, vẫn xuất hiện những cơ hội tốt để đương số nắm bắt. Khi đã tìm được cách thích nghi linh hoạt, những chú mèo sẽ thấy vận trình của mình có những bước tiến khá tốt, tiền bạc kiếm được dần dễ dàng hơn, phúc khí dồi dào, cuộc sống sung túc đủ đầy. Cát tinh cũng sẽ xuất hiện tương trợ kịp thời, giúp đẩy lùi đám mây xui xẻo, dành chỗ đón cát khí tới. Người tuổi Mão thông minh, chăm chỉ, luôn biết nắm bắt cơ hội xung quanh để xây dựng cuộc sống viên mãn, bởi bạn luôn tin rằng mọi nỗ lực sẽ được đền đáp xứng đáng. Đường hoạch tài cũng khá rộng mở, tuổi Mão nếu biết nắm bắt những thời cơ kiếm tiền trước mắt thì quả thực chẳng cần phải lo lắng không có tiền tiêu, cứ hết tiền lại có ngay chỗ để kiếm tiền, vận may nhiều không kể xiết. Chính vì lẽ đó, dù cuộc sống có những thăng trầm, nhưng bạn hãy cứ tự mình vượt qua tất cả, lấy thất bại làm bài học, trau dồi và phát triển bản thân ngày một mạnh mẽ hơn thì chẳng lo cuộc sống không hoàn trả lại bạn những điều tốt đẹp đầy xứng đáng. 6 là tuổi Mùi. Tử vi tuổi Mùi 2023 hứa hẹn đây sẽ là năm nhiều may mắn, tốt lành của người tuổi Mùi, được cục diện tam hợp nâng đỡ cả trong công việc lẫn tài chính, vận may cũng ngược xuôi, tiền đâu vào đấy. Tuổi Mùi vốn được coi là một trong những con giáp may mắn nhất năm 2023 vì thường gặp nhiều quý nhân trong đời, chưa kể bản mệnh làm gì cũng có trách nhiệm, luôn cố gắng nỗ lực hoàn thiện bản thân và tìm kiếm cơ hội phát triển cả về tình duyên lẫn tiền bạc.
Dù trước đó đời sống của con giáp cũng gặp nhiều thăng trầm, biến cố, tuy nhiên vận số của bạn không phải là quá tệ. Đặc biệt là trong năm Quý Mão này chính là thời gian để gỡ gạc lại những tổn thất trong thời hạn trước và tích góp một khoản đáng kể cho tương lai. Chưa hết, nếu biết đầu tư kinh doanh, bạn sẽ ngày càng giàu có, tiền vào như nước. Bạn vẫn đang cho thấy cái duyên buôn bán của mình khi duy trì được nguồn khách hàng ổn định. Tiếng lành đồn xa, càng ngày càng có nhiều người tìm tới vì uy tín của bạn, lợi nhuận ngày càng rủng rỉnh. Thực tế là tuổi Mùi rất chăm chỉ kiếm tiền, nhưng với tính cách chắc chắn, thành thực, nên các khoản tiết kiệm và tài sản được từ từ tích lũy, chứ không phải giàu có sau một đêm. Thời gian này khi may mắn tài vận đến, tốc độ kiếm tiền trở nên nhanh chóng hơn, thu nhập cũng vì thế cũng gấp 5, gấp 3 năm cũ. Đồng thời các khoản chi phí trong năm này cũng không quá nhiều nên người tuổi này có trong tay khối tiền bạc cách xù. Có thể thấy trong tiến trình phát triển năm 2023, đường tài lộc của người tuổi Mùi sẽ phất lên như diều gặp gió. Nếu bạn đang ấp ủ những dự tính, tiềm năng cá thể thì đây là thời gian thích hợp để bắt tay vào biến tham vọng thành hiện thực. Bạn sẽ nhận thấy rõ thời cơ đến với mình càng nhiều, hãy nỗ lực tận dụng thời cơ này để làm giàu cho bản thân. Đây chính là tiến trình cao trào trong sự nghiệp của tuổi Mùi. Có vẻ đời sống của người tuổi Mùi trong thời gian tới sẽ bước sang một trang mới đầy rực rỡ. Dù những gì bạn đạt được là nhờ chính công sức của bản mệnh, song vẫn nên đề phòng tiểu nhân rình rập bên cạnh sẽ tìm cách để lợi dụng hoặc chiếm đoạt tài sản của bạn.